Tào Tháo là một nhà độc tài quân sự ở Trung Quốc cổ đại vào cuối triều đại nhà Hán. Không chỉ là một lãnh chúa đơn thuần, Tào Tháo còn hỗ trợ một hoàng đế Bù Nhìn và cai trị một khu vực rộng lớn ở miền Bắc Trung Quốc. Những nỗ lực thống nhất Trung Quốc của ông cuối cùng đã thất bại, nhưng ông đã thành lập được nước Ngụy rộng lớn và đưa ra nhiều thay đổi hành chính khác nhau, bao gồm hệ thống xếp hạng xã hội mới và cải cách ruộng đất. Mục tiêu tàn nhẫn của Tào Tháo là giành lại vinh quang đã mất của đế chế Hán. Sự thao túng triều đình và liên kết với những âm mưu chính trị xấu xa của Tào Tháo đã dẫn đến một danh tiếng mơ hồ đã bị lu mờ kể từ khi ông được miêu tả là nhân vật phản diện trong cuốn tiểu thuyết nổi tiếng Tam Quốc Diễn Nghĩa vào thế kỷ 14. Cuộc sống ban đầu và gia đình. Cuộc đời ban đầu và các chi tiết tiểu sử của Tào Tháo còn sơ sài và gây tranh cãi, khó có thể tách biệt sự thật với truyền thuyết. Tào Tháo sinh năm 155. Ông là con trai của Đinh Phu Nhân và Tào Tung, bản thân là con nuôi của Tào Đằng, một thái giám có ảnh hưởng và quyền lực trong triều đình nhà Hán. Tào Tháo cũng có thể được nhận làm con nuôi từ một nhóm gia đình quý tộc ở huyện Tiêu, nước Bái. Sự liên kết với các hoạn quan, những kẻ đứng sau hậu trường giật dây chính trị của đế quốc chắc chắn là một trong những lý do đưa Tào Tháo thăng tiến nhanh chóng. Tào Tháo có rất nhiều người con, nổi tiếng nhất là hai con trai Tào Phi và Tào Thực. Cuộc nổi loạn của quân Khăn Vàng. Vai trò đáng chú ý đầu tiên của Tào Tháo là Bắc Bộ úy, coi giữ phía Bắc ở kinh thành Lạc Dương trong những năm 170. Ông ngay từ đầu đã tạo dựng được danh tiếng là người tuân thủ luật pháp và không ngại thách thức những người giàu có và quyền lực. Ông trở nên nổi tiếng hơn khi dập tắt cuộc nổi loạn Khăn Vàng vào nửa sau thế kỷ thứ hai. Cuộc nổi dậy được gọi như vậy vì các nhân vật chính đội một chiếc khăn có màu tượng trưng cho đất, một nguyên tố mà họ hy vọng sẽ dập tắt được lửa vốn là nguyên tố được nhà Hán lựa chọn. Một phong trào tôn giáo, giáo phái Khăn Vàng có lẽ bắt nguồn từ Tây Tạng và gắn liền với đạo giáo. Sự phổ biến của nó được hỗ trợ nhờ việc thúc đẩy viện trợ cho người nghèo và chỉ trích sự phân biệt đối xử đối với phụ nữ và các tầng lớp thấp hơn vốn tràn lan trong xã hội Trung Quốc. Giáo phái cuối cùng đã trở thành một cuộc nổi dậy quân sự lớn. Điều này khá mỉa mai khi thủ lĩnh của nó là Trương Giác đã giao giảng mục tiêu về một hòa bình vĩ đại. Tuy nhiên, mạnh mẽ ở miền Đông Trung Quốc, quân nổi dậy đã phối hợp một loạt cuộc nổi dậy trên khắp Trung Quốc vào năm 184 nhằm tấn công các văn phòng của chính quyền địa phương. Toàn bộ đất nước bị chia cắt thành các khu vực do quân nổi dậy, lãnh chúa hoặc thống đốc khu vực vẫn trung thành với nhà nước nắm giữ. Sự hỗn loạn, chiến tranh liên miên và sự thiếu thốn của người dân Trung Quốc được tóm tắt trong một bài thơ được cho là của Tào Tháo, người giống như nhiều nhà lãnh đạo thời kỳ đó, có thiên hướng văn chương nghiêm túc. Cuộc nổi dậy bị quân đội do Tào Tháo phái đến dập tắt một cách dã man, Trương Giác bị giết hoặc bị xử tử. Phong trào đã diễn ra rầm rộ dưới sự lãnh đạo mới ở phía đông tỉnh Tứ Xuyên nhưng cuối cùng lại bị dập tắt vào năm 215, một lần nữa bởi lực lượng do Tào Tháo cử đến. Một hậu quả đáng tiếc của cuộc nổi dậy là một số lãnh chúa địa phương đã được hậu thuẫn để xây dựng quân đội của riêng họ và đối phó với quân Khăn Vàng trong khu vực của họ. Khi quân nổi dậy bị giải quyết, những đội quân này thường xung đột với nhau và sau đó là một thời kỳ nội chiến kéo dài, trong đó Lạc Dương bị cướp phá vào năm 189. Tào Tháo, sau nhiều lần thất bại, cuối cùng đã tự mình trở thành thống đốc quyền lực của Duyện Châu vào năm 196. Ông đặt trụ sở chính tại Hứa Xương ở Dĩnh Xuyên, tỉnh Hà Nam. Tào Tháo cuối cùng sẽ trở thành lãnh chúa quyền lực nhất trong số các lãnh chúa Trung Quốc, đặc biệt là sau chiến thắng của ông trước lãnh chúa đối thủ Viên Thiệu trong trận Quan Độ năm 200. Tào Tháo đảm nhận hàng loạt danh hiệu ấn tượng trong vai trò là người quyền lực nhất triều đình. Đến năm 205, ông đã có thể nắm quyền cai trị chính phủ, với việc hoàng đế được giữ nguyên chỉ là một cử chỉ tượng trưng cho truyền thống quá khứ. Chọn Nghiệp Thành làm thủ đô của mình, Tào Tháo đã chiếm lấy nhiều đặc quyền trước đây của hoàng đế và nhận tước hiệu thừa tướng vào năm 208 và ngụy vương vào năm 213. Vào năm 216, ông đã tiến thêm một bước nữa và tuyên bố mình là vua nước Ngụy, như tên gọi nhà nước của ông bây giờ. Một năm trước, cựu lãnh chúa đã phong một trong những cô con gái của mình làm hoàng hậu, hoàn thành việc siết chặt quyền lực của mình. Những cải cách của Tào Tháo. Tào Tháo, mặc dù đã chinh phục được thung lũng sông Hoàng Hà, Ô Hoàn ở phía đông bắc năm 207 và hiện nắm giữ phần lớn miền Bắc Trung Quốc, nhưng vẫn gặp khó khăn để kiểm soát toàn bộ lãnh thổ của người Hán trước đây. Các khu vực rộng lớn thuộc quyền quản lý của các lãnh chúa đối thủ vẫn còn. Những nỗ lực của ông nhằm thống nhất một khu vực rộng lớn hơn của Trung Quốc đã gặp phải thất bại ngoạn mục dưới hình thức thất bại vang dội trong trận Xích Bích ở thung lũng Dương Tử vào năm 208. Bệnh tật và sự không quen thuộc với cả địa lý địa phương và kỹ thuật chiến đấu phía Nam có thể đã kết hợp lại để làm nản lòng tham vọng xây dựng đế chế của Tào Tháo. Người chiến thắng ngày hôm đó là lãnh chúa trẻ tuổi Tôn Quyền, người sau này trở thành hoàng đế của nước Ngô đối địch. Để củng cố những vùng đất mà ông ta kiểm soát, Tào Tháo đã tiến hành một loạt cải cách hành chính nhằm củng cố sự tập trung hóa của chính phủ Trung Quốc và đảm bảo rằng các xúc tu của nhà nước sẽ có tầm ảnh hưởng sâu rộng và không bị thách thức. Một trong những đặc điểm của cải cách là hạn chế chi tiêu nhà nước quá mức. Vì lý do này, đã có những luật được thông qua,
chẳng hạn như cấm sử dụng những tấm vải liệm bằng ngọc bích đắt tiền. Các biện pháp khác bao gồm việc áp dụng hệ thống xếp hạng 9 cấp cho các quan lại trong triều đình, một hệ thống tồn tại qua nhiều triều đại sau này. Tuy nhiên, điều này không có nghĩa là có bất kỳ thay đổi đáng kể nào trong quá trình tuyển dụng, vì Tào Tháo vẫn tiếp tục truyền thống lựa chọn các bộ trưởng và quan chức dựa trên những người họ biết, vị trí của họ trong cộng đồng địa phương và họ đến từ đâu, hơn là tài năng thuần túy. Được thiết kế để khai thác các mối quan hệ và kiến thức địa phương của quan chức, hệ thống này cuối cùng chỉ ưu ái những người có mối quan hệ phù hợp, những người có thể nhảy vài bậc trong thang 9 bậc thăng tiến. Một chính sách khác của Tào Tháo được thiết kế nhằm phá vỡ lòng trung thành truyền thống với khu vực và lấp đầy kho bạc nhà nước. Điều này liên quan đến việc cho phép tái định cư những nông dân vô gia cư trên những vùng đất bị bỏ hoang do nhà nước thu hồi sau khi chiến tranh tàn phá khu vực. Tương tự, những người nông dân và những người nổi dậy bị đánh bại tái định cư đã trở thành những người tá điền trả tiền và do đó trở thành nguồn thu nhập hữu ích cho nhà nước mà không cần qua trung gian là người thu thuế địa phương. Cái chết và di sản. Tào Tháo qua đời vào năm 220, nhưng con trai thứ hai của ông, Tào Phi, đã vượt qua cha mình, buộc vị hoàng đế cuối cùng của nhà Hán phải thoái vị. Sau đó ông thành lập triều đại nhà Ngụy, tự gọi mình là Văn Đế. Ông cũng trở thành một nhà thơ và nhà phê bình văn học thành đạt và tiên phong. Trong khi đó, Tào Tháo được phong là hoàng đế nhà Ngụy, nhưng mục tiêu thống nhất Trung Quốc của ông sẽ không thành hiện thực trong ba thế kỷ nữa. Cuộc đời của Tào Tháo được ghi lại trong cuốn sách của chính ông, Lời Biện Giải, viết vào năm 210 đến năm 211 và là một trong những cuốn tự truyện sớm nhất từ Trung Quốc cổ đại. Cuộc đời của Tào Tháo cũng là chủ đề của một cuốn tiểu thuyết nổi tiếng từ thời nhà Minh, Tam Quốc Diễn Nghĩa, trong đó ông được mô tả là nhân vật phản diện xảo quyệt. Các vở opera cũng chọn ông ta vào vai một nhân vật phản diện, với các diễn viên đóng vai nhà độc tài thường đeo mặt nạ trắng gầm gừ với đôi lông mày nham hiểm. Gần đây hơn, nhà lãnh đạo quân sự đã trở thành chủ đề của một số loạt phim truyền hình và trò chơi máy tính nổi tiếng. Một lần nữa cho thấy danh tiếng đáng ngờ của nhà độc tài, tên của ông ta vẫn tồn tại trong câu nói của người Trung Quốc. Nhắc Tào Tháo đến, có nghĩa rộng rãi là tương đương với nói về ma quỷ trong tiếng Anh. Lăng Tào Tháo. Sự quan tâm đến Tào Tháo càng được khơi dậy vào năm 2008 bởi các nhà khảo cổ Trung Quốc tuyên bố rằng họ đã phát hiện ra lăng mộ của ông. Được khai quật gần Tây Cao Huyệt ở tỉnh Hà Nam, ngôi mộ bao gồm hai căn phòng chính được nối với nhau bằng một ô cửa hình vòm và có diện tích 750m². Thật không may, ngôi mộ đã bị cướp phá và rất khó xác định chắc chắn mối liên hệ của nó với Tào Tháo. Mối liên kết dự kiến dựa trên ba tảng đá có khắc chữ Ngụy Vũ Đế. Tuy nhiên, việc thiếu bằng chứng xác thực, cùng với các trường hợp trước đây nhà nước Trung Quốc đưa ra những tuyên bố quá sớm tương tự đối với các nhân vật lịch sử quan trọng, đã khiến các nhà khảo cổ và sử học bên ngoài Trung Quốc và một số học giả bên trong Trung Quốc tranh cãi về tuyên bố rằng đó là lăng mộ của nhà độc tài. Ngôi mộ dường như thuộc về đúng địa điểm và thời kỳ, và một nhân vật quan trọng chắc chắn đã được an táng ở đó. Thời gian và nghiên cứu sâu hơn có thể cho biết liệu ngôi mộ ở thôn Tây Cao Huyệt, thành phố An Dương, tỉnh Hà Nam có thực sự là nơi an nghỉ cuối cùng của Tào Tháo, một trong những nhân vật bí ẩn nhất Trung Quốc cổ đại hay không.